Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, 29 tháng 7 năm 1930, 29 tháng 7 năm 2023. Sáng nay 27 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, tượng đài thanh niên xung phong, khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Tham dự lễ dâng hoa dâng hương có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố Thanh Hóa. Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc những người có công với cách mạng. Ngày 16 tháng 2 năm 1947, người ký sắc lệnh số 20 về chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ và đồng ý chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc. Từ năm 1955 được đổi thành Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta, những năm qua cùng với chăm lo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, động viên hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời quan tâm đầu tư, xây dựng, tôn tạo các công trình tri ân những người có công với đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, Thanh Hóa là một trong những địa phương có đóng góp lớn nhất về sức người sức của và cũng là địa phương phải gánh chịu nhiều mất mát đau thương do chiến tranh gây ra. Toàn tỉnh có gần 56.000 liệt sĩ, gần 44.000 thương binh, 16.000 bệnh binh, 4.630 mẹ đã được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 19.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, hơn 350.000 người có công với cách mạng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và giai đoạn 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, một cực tăng trưởng trong tứ giác kinh tế phía Bắc của Tổ quốc, đồng thời sẽ tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp nối đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo, đánh giá kết quả hoạt động từ sau phiên họp thứ ba đến nay, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự phiên họp có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng ban chỉ đạo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ngành, cơ quan là thành viên ban chỉ đạo. Từ sau phiên họp thứ 3 đến nay, Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả. Trọng tâm là chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai kịp thời đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các giải pháp phòng ngừa tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực đạt kết quả rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Tập trung chỉ đạo xử lý giải quyết các vụ việc tham nhũng tiêu cực, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo sức răn đe, góp phần phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thảo luận chỉ ra một số hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua, thống nhất 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của ban chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, các ý kiến cũng làm rõ hơn về tình hình, kết quả, phương hướng chỉ đạo xử lý giải quyết một số vụ việc cụ thể về tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư của Ban chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thống nhất với đánh giá của Ban chỉ đạo về kết quả hoạt động từ sau phiên họp thứ 3 đến nay, đồng thời nêu rõ những kết quả đó đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, được Ban chỉ đạo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Thường trực Ban chỉ đạo. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo và từng đồng chí thành viên tiếp tục tổ chức triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo theo chương trình công tác đã đặt ra, thật sự khoa học, chặt chẽ, bài bản, đảm bảo thực chất, có kết quả cụ thể. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiểm tra hướng dẫn, chỉ đạo đối với các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác này, kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt, phê bình nhắc nhở các đơn vị làm không tốt, kiến nghị với Ban chỉ đạo và Ban thường vụ Tỉnh ủy xử lý những đơn vị không khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, từ đó tạo sự tự giác, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên, trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, không tiêu cực trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm, thay thế, điều chuyển ngay những trường hợp cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, làm việc không hiệu quả, tăng cường kiểm tra giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội, nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực bằng nhiều biện pháp khác nhau, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với xử lý kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp. Kiên quyết khắc phục tệ tham nhũng vặt và tình trạng trên nóng dưới lạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các ngành và cơ sở. Tiếp tục rà soát, đưa vào diện Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đối với những vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. Có giải pháp đồng bộ thiết thực để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp, hoạt động giám sát phản biện xã hội về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, kịp thời động viên khen thưởng và thực hiện tốt cơ chế bảo vệ để khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp nhưng cũng rất quan trọng, do vậy cần phải làm thường xuyên, liên tục, kiên trì và có hiệu quả thực chất. Mỗi thành viên Ban chỉ đạo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, tận tụy với nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, hoạt động của Ban chỉ đạo, đạt kết quả cao nhất. Các ngành chức năng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải nắm chắc tình hình địa phương, tình hình nhân dân, đề xuất kịp thời biện pháp xử lý các tình huống phát sinh, nhất quyết không để bị động, bất ngờ về an ninh trật tự do không nắm chắc được tình hình cơ sở và quyết tâm bảo đảm vững chắc an ninh biên giới, an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên tại hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, nắm chắc tình hình, sâu sát địa bàn, sâu sát quần chúng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề.
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các ngành, các địa phương đã duy trì việc tiếp dân theo kế hoạch để giải quyết và nắm chắc tình hình ở cơ sở. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được coi trọng. Tỷ lệ giải quyết đơn thư ở mức cao, đáp ứng được yêu cầu, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả tích cực. Do đó, tình hình an ninh quốc gia trên các tuyến biên giới, đất liền, trên biển, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh trong công nhân lao động được giữ ổn định, không có bị động, đột xuất, bất ngờ xảy ra. Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ, hiệu quả giải quyết một số vụ việc còn chậm, chưa dứt điểm. Mặt khác, việc nắm bắt tình hình, nội dung vụ việc có nơi chưa sát, dẫn đến việc đề ra phương án giải quyết chưa phù hợp, phải điều chỉnh, bổ sung. Công tác phối hợp giữa địa phương với cơ quan chức năng của tỉnh và trung ương có lúc có việc chưa kịp thời, nhất là đối với các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu bật những kết quả đạt được, nhấn mạnh thêm một số tồn tại, hạn chế, đồng thời phân tích nguyên nhân, chỉ ra những nguy cơ còn tiềm ẩn, đề nghị các ngành trong khối nội chính, các địa phương tập trung triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2023. Theo đó, các ngành chức năng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải nắm chắc tình hình địa phương, tình hình nhân dân, đề xuất kịp thời biện pháp xử lý các tình huống phát sinh, nhất quyết không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự do không nắm chắc được tình hình cơ sở và quyết tâm bảo đảm vững chắc an ninh biên giới, an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn. Để làm được điều đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lực lượng quân sự, biên phòng, công an cần nắm chắc tình hình an ninh trên hai tuyến biên giới, nhất là tuyến biên giới đất liền để mọi vấn đề bất thường phải được kịp thời xử lý, không để bị động bất ngờ. Phối hợp đấu tranh phòng chống buôn bán ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, những vấn đề mới về an ninh trật tự. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình an ninh nội địa, an ninh trên địa bàn, nhất là các hành vi lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép đất tôn giáo, hoạt động trái phép của một số tôn giáo mới. Tập trung chỉ đạo giải quyết có trách nhiệm theo thẩm quyền tất cả các khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Đối với khiếu kiện phát sinh tại địa phương nào thì địa phương đó phải tập trung chỉ đạo giải quyết, không được để khiếu kiện kéo dài, không đùn đẩy lên cấp trên, không để biến thành điểm nóng. Quá trình giải quyết những vụ việc phức tạp, nếu phải xin ý kiến cấp trên thì phải có sự thống nhất để có hướng giải quyết chính xác ngay từ đầu, tránh tình trạng giải quyết sai. Các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp phải phối hợp giải quyết nhanh theo đúng pháp luật tố tụng các vụ án trên địa bàn, nhất là các vụ án do ban chỉ đạo cấp tỉnh, do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường trách nhiệm, phát huy vai trò của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như khi xử lý những vấn đề liên quan đến công tác nội chính trên địa bàn để bảo đảm đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, tránh phát sinh khiếu kiện. Hôm qua 26 tháng 7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xứ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với nhân dân trong tỉnh, đồng bào Công giáo đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế. Nhiều hộ gia đình Công giáo đã mạnh dạn tìm hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cũng đã trao tặng gần 28.000 suất quà trị giá trên 7,3 tỷ đồng đến các gia đình nghèo không phân biệt lương giáo, hỗ trợ xây dựng 44 nhà tình thương trị giá gần 1,7 tỷ đồng. Tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà bệnh nhân nghèo, các gia đình khó khăn vùng cao, người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thông qua quy chế hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027, chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo và những đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo tại cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng chí đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,
tăng cường mối quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo với Tòa giám mục, các giáo phận, giáo xứ, linh mục, chức sắc, chức việt, kịp thời phản ánh đến cấp có thẩm quyền những vấn đề của đồng bào Công giáo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp đất, làm nhà, đưa đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ, ổn định cuộc sống. Tối qua 26 tháng 7, tại sân khấu Bãi B, thành phố Sầm Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn tổ chức lễ khai mạc liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa năm 2023 với chủ đề Quê Thanh làm theo lời Bác. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam. Tham gia liên hoan có gần 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên quần chúng, biên tập viên, họa sĩ, tuyên truyền viên đến từ 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, câu lạc bộ hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa. Các đơn vị tham gia liên hoan với các phần thi trình diễn gồm thi xe tuyên truyền cổ động và bài phát thanh tuyên truyền, trình diễn diễu hành đường phố, tiết mục văn nghệ tiêu biểu. Ngay trong tối ngày 6 tháng 7, ở phần thi trình diễn diễu hành đường phố, mỗi đơn vị đã tham gia một trích đoạn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Liên hoan là hoạt động ý nghĩa thiết thực làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được và cũng là dịp để các nghệ sĩ, diễn viên, họa sĩ, biên tập viên, tuyên truyền viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động tại địa phương, đồng thời quảng bá giới thiệu hình ảnh về đất và người, tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, làm nổi bật giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, phục vụ đông đảo người dân và du khách. Trong ngày hôm nay 27 tháng 7, liên hoan sẽ tiếp tục với các phần thi xe tuyên truyền cổ động và bài phát thanh tuyên truyền, trình diễn diễu hành đường phố, tiết mục văn nghệ tiêu biểu, tổng kết trao thưởng. Chiều qua ngày 26 tháng 7, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã linh hoạt thực hiện nhiệm vụ được phân công với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp và hiệu quả. Công tác lãnh đạo chỉ đạo đã có sự đồng bộ xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các mô hình về gia đình tiếp tục được triển khai và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình được đẩy mạnh với nhiều hình thức, thu hút được sự quan tâm và tham gia của các gia đình. Nhờ vậy, các loại tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình được hạn chế, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Đến nay, có 100% câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 100% nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 100% tổ hòa giải cơ sở được duy trì và phát huy hiệu quả tích cực. Trong 6 tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 350 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 4 vụ bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự 3 vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên triển khai tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình theo kế hoạch đã ban hành. Thưa quý vị và các bạn, trong các cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, tỉnh Thanh Hóa có hàng chục nghìn chiến sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Vẫn còn nhiều liệt sĩ con em Thanh Hóa chưa được tìm thấy. Những vết thương sau chiến tranh vẫn dày vò thân thể, tinh thần của nhiều thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin. Để khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ người có công và thân nhân của họ với bớt khó khăn, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo người có công với cách mạng. Tham gia chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, một chiến trường ác liệt chống quân xâm lược, ông Hoàng Văn Ga ở huyện Hà Trung không may bị thương ở chân. 40 năm qua, người thương binh hạng 1/4 này đã trải qua bao khó khăn vất vả. Nhưng ông luôn ấm lòng vì có sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Bản thân tôi là một thương binh hạng 1/4. Trong một năm thì được Đảng và Nhà nước và chính quyền ủy ban là có vào là những ngày lễ ngày Tết là đến thăm hỏi kịp thời và có những xuất quà đến coi như là hỏi thăm gia đình tôi và bản thân tôi. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, là trách nhiệm sự tri ân những cống hiến to lớn của họ đối với đất nước. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có gần 70.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng với tổng kinh phí 129 tỷ đồng.
Phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng đã trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy được sức mạnh của cộng đồng chăm lo gia đình người có công với đất nước. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp được trên 104 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ thăm hỏi, động viên gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, xây dựng tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ cũng được các địa phương đơn vị chú trọng. Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng thường xuyên là tham mưu để cho chỉ đạo các xã thị trấn là thường ngày là quan tâm đến cái hoạt động chăm sóc người có công, chăm sóc các cái đài tưởng niệm tại địa phương cũng như là chăm sóc giúp đỡ những bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc những người có công mà đang còn cô đơn bằng những cái việc là dọn dẹp nhà cửa rồi bằng các cái nguồn tài trợ để hỗ trợ cho các người có công mà có hoàn cảnh khó khăn đấy để làm nhà. Những năm gần đây thì ngoài cái việc mà thực hiện các cái nội dung chính sách kịp thời đầy đủ đến các đối tượng, từ ban nhân xã cũng đã giao trách nhiệm cho các cái tổ chức đoàn thể, đặc biệt là cái lực lượng đoàn thành viên thanh niên hỗ trợ các cái gia đình trong những cái giai đoạn, cho những cái điều kiện, những cái nhà khó khăn trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn liệt sĩ thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Là tỉnh đã đóng góp rất lớn về sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ tri ân, chăm lo cho thân nhân liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng với những hành động thiết thực, cụ thể nhất, sao cho mỗi gia đình chính sách đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống tại cộng đồng dân cư. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên vừa tìm và đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng, sinh năm 1926, quê ở thôn Ngọc Phương, xã Quảng Ninh cũ, nay là xã Thiên Trang, huyện Quảng Xương, về an nghỉ tại Nghĩa Trang Quốc gia Độc lập, tỉnh Điện Biên trong niềm xúc động của gia đình. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng, hy sinh năm 1953 tại chiến trường Điện Biên Phủ. Do sai sót về nơi hy sinh trong hồ sơ, nên suốt 70 năm qua, gia đình liệt sĩ Dụng vẫn miệt mài tìm kiếm và có lúc tưởng chừng như vô vọng. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Thanh Hóa và Điện Biên, Sư đoàn 316 Quân khu 2, đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên đã xác định được chính xác nơi hy sinh và chôn cất liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng tại bản Đính, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tiến hành tìm kiếm, cất bốc và đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa Trang Quốc gia Độc lập, tỉnh Điện Biên. Trong quá trình tìm kiếm, thì quy tập cất bốc thì đã được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân là ủng hộ, và gia đình cũng chung tay cùng với các lực lượng. Và khi mà tìm kiếm cất bốc được hài cốt liệt sĩ thì phải nói là gia đình rất là phấn khởi, rồi nhân dân rồi cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm và triển khai thực hiện các cái công việc, các cái thủ tục là theo đúng cái phong tục tập quán. Sau 70 năm tìm kiếm, cuối cùng đã có một cuộc đoàn tụ đặc biệt giữa người thân nơi quê nhà xứ Thanh với liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng tại tỉnh Điện Biên. Xúc động không phải là buồn, mà xúc động vì hạnh phúc. Chắc rằng cái điều này sẽ được nhân lên trong dòng họ nhà tôi, cũng như là những người như bố mẹ tôi đã khuất rồi, cũng có thể được ngậm cười ở nơi chín suối. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng được tìm thấy là sự động viên an ủi rất lớn đối với thân nhân liệt sĩ, đồng thời là động lực khích lệ những người làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục hành trình chạy đua với thời gian để tìm kiếm, đưa các anh về với quê hương và quy tập vào các nghĩa trang. Hôm qua, Viettel chi nhánh Quảng Xương phối hợp với huyện đoàn Quảng Xương tổ chức dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Xương hiện có 677 phần mộ liệt sĩ là những người con ưu tú của quê hương Quảng Xương,
đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đoàn đã thành kính dâng hương, thắp hương lên từng phần mộ để tưởng nhớ và tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống cao đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước. Cũng trong ngày hôm qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến đã tổ chức chương trình tri ân, tặng quà cho gia đình thương binh liệt sĩ tại các xã Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa. Đại diện Công ty trách nhiệm hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trao 104 xuất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở các xã Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã ven biển được Công ty trách nhiệm hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến thực hiện thường niên với tinh thần uống nước nhớ nguồn. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 26 tháng 7, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường và Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Gần 400 cán bộ, công chức quản lý nhà nước, người dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã được tuyên truyền giới thiệu những nội dung về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, những quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, cách thức nhận diện thủ đoạn kinh doanh bất chính theo phương thức đa cấp, những hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng đã và đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, những chế tài xử phạt hành vi kinh doanh đa cấp bất chính. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành, các địa phương tuyên truyền cho gần 2.000 cán bộ, công chức quản lý nhà nước, người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phát triển sản phẩm OCOP, thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh. Đồng thời giúp người dân cập nhật kịp thời các kiến thức về kinh doanh đa cấp, nhận diện thủ đoạn kinh doanh đa cấp bất chính để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Cũng trong hôm qua, Cục Thuế Thanh Hóa, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật hỗ trợ người nộp thuế. Trong 2 năm qua, bằng nhiều phương thức phối hợp, Cục Thuế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung tuyên truyền các văn bản chính sách thuế mới được ban hành, các chủ trương cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác thuế đến các doanh nghiệp người nộp thuế. Đồng thời, tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kỹ năng kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính cho người nộp thuế, hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ các nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi về thuế đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Cùng với đó, các đơn vị đã phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách pháp luật thuế, kịp thời biểu dương khen thưởng đối với doanh nghiệp tiêu biểu trong việc chấp hành tốt pháp luật thuế và công khai những doanh nghiệp nợ thuế vi phạm chính sách pháp luật thuế. Thông qua quy chế phối hợp, Cục Thuế Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và VCCI Thanh Hóa đã truyền tải các thông tin chính sách thuế kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp, người nộp thuế trong tỉnh, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chiều qua, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bấm số lựa chọn hóa đơn thuộc chương trình Hóa đơn may mắn quý 2 năm 2023. Chương trình nhằm khuyến khích người mua có thói quen lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa dịch vụ, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Tại chương trình, ban tổ chức đã sử dụng phần mềm Hóa đơn may mắn do Tổng cục Thuế xây dựng để lựa chọn ngẫu nhiên trong số trên 89.000 hóa đơn đủ điều kiện quay thưởng. Số hóa đơn đủ điều kiện bấm số quý 2 năm 2023 đã tăng gấp 7 lần so với số hóa đơn đủ điều kiện bấm số trong quý 2 năm 2022. Đây là những hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Có người bán là các doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Cục Thuế và các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh quản lý. Người mua là cá nhân, hộ kinh doanh có thông tin định danh như mã số thuế, căn cước công dân, hộ chiếu. Ngoài ra, hóa đơn đủ điều kiện để quay số là những hóa đơn có ngày lập phát sinh trong quý và mỗi hóa đơn được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Kết quả bấm số chương trình Hóa đơn may mắn quý 2 năm 2023, Cục Thuế Thanh Hóa đã lựa chọn ngẫu nhiên 44 hóa đơn may mắn của các cá nhân, hộ kinh doanh, trong đó có một giải nhất trị giá 10 triệu đồng,
3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 35 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Kết quả cụ thể của chương trình sẽ được công bố công khai chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế Thanh Hóa và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.